Kính chào quý khán giả và bà con ngư dân. Khối không khí lạnh suy yếu đi nên cường độ gió trên các vùng biển nước ta cũng giảm dần. Cụ thể, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, cường độ gió Đông Bắc đã giảm đáng kể xuống còn mức cấp 5, biển không còn động nữa. Tuy nhiên, theo dự báo thì mức giảm này sẽ không kéo dài lâu, vì đến khoảng đêm 13, rạng sáng ngày 14 tháng 12, sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh mới sẽ tăng cường thêm xuống nước ta. Cường độ gió Đông Bắc ở khu vực phía Bắc của Biển Đông sẽ mạnh trở lại lên mức cấp 6, sau tăng lên cấp 7, thậm chí có lúc mạnh tới cấp 8 và biển động mạnh. Đối với khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió Đông Bắc cũng giảm đi nhiều, chỉ còn mạnh ở mức cấp 4 cho đến cấp 5, biển ổn định. Tuy nhiên, mưa dông vẫn xảy ra nhiều làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn 4 đến 10 km, kèm theo đó là nguy cơ xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh. Theo dự báo, từ khoảng chiều tối ngày 14 tháng 12, khi có tác động của không khí lạnh mới tràn xuống, khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh lên trên cấp 5 gây biển động. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh suy yếu ở vịnh Bắc Bộ, cường độ gió Đông Bắc giảm xuống mức cấp 3 cho đến cấp 4. Với mức gió như vậy thì thời tiết tương đối thuận lợi, chỉ lưu ý là vào sáng sớm có khả năng vùng biển ven biển, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ sẽ xuất hiện sương mù nhẹ làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km trong sương mù. Tàu thuyền hoạt động trong thời điểm này cần lưu ý đề phòng. Đối với khu vực biển miền Trung từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi, bao gồm tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, cường độ gió chỉ khoảng cấp 4 đến cấp 5, trời không có mưa dông nên thời tiết tại đây tương đối thuận lợi. Các tàu thuyền yên tâm hoạt động mà không phải lo lắng gì về thời tiết. Đối với khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo là vùng biển chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và rãnh xích đạo gây mưa nhiều nhất. Trên khu vực biển này thường xuyên có mưa rào và dông, nhất là khoảng chiều và tối, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật đi kèm cũng khá cao. Ngoài ra, độ cao sóng còn lên trên 2 mét khiến cho biển động nhẹ, các tàu thuyền cần hết sức lưu ý. Mưa dông cũng là vấn đề đáng lưu tâm trên vùng biển từ Cà Mau trở vào đến Kiên Giang, bao gồm tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, bởi tác động của rãnh thấp xích đạo. Mưa chủ yếu xảy ra nhiều về chiều tối, vì thế tầm nhìn xa cũng bị giảm thấp chỉ từ 4 đến 10 km. Kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng lốc xoáy và gió giật, tàu thuyền cần hết sức chú ý đề phòng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!